Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện kế chỉ, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Danh Bình, mắc đau thần kinh tọa. Thưa quý vị, dây thần kinh tọa, còn gọi là dây thần kinh hông to, là dây thần kinh dài nhất cơ thể, đi từ phần dưới thắt lưng đến tận ngón chân. Có hai dây thần kinh tọa trái phải để điều khiển từng bên tương ứng. Thần kinh tọa có ba chức năng chính là chi phối, cảm giác vận động dinh dưỡng, góp phần nuôi dưỡng các phần mà nó đi qua. Nguyên nhân đau thần kinh tọa. 1. Nguyên nhân phổ biến nhất chính là thoát vị đĩa đệm. Đĩa đệm hoạt động như tấm đệm giữa các đốt sống của cột sống. Những đĩa này trở nên yếu hơn khi già đi và dễ bị tổn thương hơn. Khi đĩa đệm cột sống lồi ra và chèn ép vào dễ dây thần kinh, sẽ gây đau thần kinh tọa. 2. Hẹp cột sống. Sự hao mòn tự nhiên của đốt sống có thể dẫn đến hẹp ống sống. Hẹp ống sống có thể gây áp lực lên dễ của dây thần kinh tọa, gây đau thần kinh tọa, thường gặp ở người cao tuổi trên 60 tuổi. 3. Khối u cột sống. Trong một số ít trường hợp, đau thần kinh tọa có thể do các khối u phát triển bên trong hoặc dọc theo tủy sống hoặc dây thần kinh tọa. Khi một khối u phát triển, nó có thể gây áp lực lên các dây thần kinh phân nhánh từ tủy sống. 4. Viêm khớp thoái hóa. Đây cũng có thể là nguyên nhân gây đau dây thần kinh tọa. Khi bị viêm khớp thoái hóa sẽ gây kích thích hoặc sưng dây thần kinh tọa. 5. Hội chứng cơ hình lê. Cơ hình lê là cơ tìm thấy sâu bên trong mông. Nó kết nối cột sống dưới với xương đùi trên và chạy trực tiếp qua dây thần kinh tọa. Nếu cơ này đi vào co thắt, nó có thể gây áp lực lên dây thần kinh tọa, gây ra các triệu chứng đau thần kinh tọa. Hội chứng cơ hình lê phổ biến hơn ở phụ nữ. 5. Chấn thương hoặc nhiễm trùng. Các nguyên nhân khác của đau thần kinh tọa bao gồm viêm cơ, nhiễm trùng hoặc chấn thương, chẳng hạn như gãy xương. Nói chung, bất kỳ tình trạng kích thích hoặc nén dây thần kinh tọa có thể gây ra các triệu chứng đau thần kinh tọa. Thưa quý vị, đây là căn bệnh thường gặp, nhưng không phải ai cũng biết điều trị đúng cách và hiệu quả. Thông thường, người bệnh hay tìm đến thuốc Tây như là biện pháp đầu tiên mà không biết rằng việc sử dụng thuốc Tây lâu dài sẽ dẫn đến những biến chứng như suy gan, suy thận. Phương pháp kế chỉ là một trong những phương pháp hàng đầu hiện nay. Đây là phương pháp lành tính, an toàn, không để lại biến chứng. Đã và đang được các bệnh nhân hết sức tin tưởng điều trị. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này. Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe,